Xin kính chào các bạn. Hôm nay Bếp Quốc Việt nấu món gì đây ta? Hôm nay đó Hồng Loan biết không, Bếp Quốc Việt đó là Thu Hương sẽ chia sẻ với hai bạn cái món nghêu súp bánh đa với cốt lẩu Thái Lan của công ty thực phẩm Quốc Việt. Em nghe là cốt lẩu Thái thì mình sẽ nấu lẩu Thái, mà hôm nay chị lại làm thành cái món của món nghêu, nghe lạ ha. Chị chia sẻ công thức đi ha. Quá. Biết sao không, cốt lẩu Thái Lan của Quốc Việt rất là đa dạng. Ngoài cái việc nấu lẩu Thái như là Hồng Loan vừa nói đó, thì còn có làm nghêu súp bánh đa nè, rồi còn ướp cá salmon nè, nhiều món lắm. Hương nhắc làm Lan nhớ một cái dịp Lan đi về trễ, hai vợ chồng gọi điện nhớ tới Bếp Quốc Việt, hỏi Thu Hương ơi có gì ăn, tối nay đói bụng lắm rồi. Thu Hương nói ghé đi. Khi mà tới Lan không thấy một cái gì sửa soạn hết, bụng thì đói rồi. Xong Thu Hương bảo ngồi xuống đi uống ly nước. Thế là 15 phút có đĩa nghêu súp bánh đa, mùi vị không thể nào quên bởi vì Thu Hương dùng cái cốt lẩu Thái Lan. Đúng vậy á, là Ngọc Lan nói cái câu chuyện đó là Thu Hương mới nhớ là Ngọc Lan biết không. Hôm đó tự nhiên cái là 8 giờ tối rồi, nói là đói lắm mà Thu Hương hôm đó là mua pizza, không có nấu cơm. Tại vì ngày đó ngày cuối cùng là ngày nghỉ mà Hồng Loan với Ngọc Lan biết, Ngọc Lan gọi á là Thu Hương mới chạy xuống thấy trong tủ đá có hai bịch nghêu đông đá. Thế là vừa mới kịp ngâm cho nó rã đá thôi là hai vợ chồng đã đến ngay cửa rồi. Đến là hai người mặt bùn thiêu à, tại vì đói là tưởng là thịnh soạn bữa ăn. Mình nói không sao, bình tĩnh ngồi xuống đi uống nước đi. Rồi bắt đầu là Thu Hương lấy chảo ra cho cốt lẩu Thái Lan phi tỏi phi hành lên. Đúng 15 phút là có một cái đĩa nghêu súp bánh đa. Mà hai vợ chồng cứ nhắc hoài, thôi bữa nào làm lại nha Thu Hương làm lại. Thì hôm nay nè là cái ngày Thu Hương sẽ làm lại cái món nghêu súp bánh đa cho các bạn. Vậy bao giờ mình bắt tay vào làm đi chị ha. Ok, nguyên liệu thì còn có rất là dễ nha Hồng Loan với Ngọc Lan. Nguyên liệu của mình là có hai cái phao nghêu đông đá, mà Hồng Loan là phải lựa cái con nghêu to trong khu đông đá đó. Rồi Hồng Loan về đó, sau cái hai cái gói này là phải cần cái chính là cái cốt lẩu Thái Lan của Quốc Việt nè. Nó có sả, có mùi chanh, mùi me đủ hết rồi. Và còn có, ví dụ như là hai phao thì Thu Hương dùng 2 muỗng rưỡi tablespoon cốt lẩu Thái Lan Quốc Việt. Ngoài ra đó còn có gừng bằm nè, hành tím nè, sả bằm nè, ớt nè, cho nó có màu xanh, màu đỏ cho nó vui. Em thấy con nghêu nó rất là to và nó khô. Nghe là thường em mua về là nó rất là nhiều nước, cho nên là hôm nay là chị xào cách nào để nó rất là khô cho mọi người xem thế nào. Nè Ngọc Lan, Hồng Loan biết không, cái con nghêu này nè, mình về đó mình phải ngâm nước đi ha, cho nó rã đá đi, xong mình cho tí muối vào và mình bóp nhẹ nhẹ thôi cho nó bớt tanh, và mình phải rửa đi rửa lại ít nhất là 3 lần. Xong rồi mình bóp cho nó nhẹ, đừng có bóp mạnh quá cái nghêu nó nát hết nha các bạn. Cái nghêu này nó đã chín rồi. Xong đó cái là mình vắt nhẹ đi, xong mình để ráo. Đó, cho nên thấy ráo nè. Hôm nay đó là Thu Hương dám bảo đảm với Hồng Loan đó là sẽ không bị chảy nước như là Hồng Loan thường nói nha. Rồi, bắt đầu bắt tay vào làm việc nè. Là Thu Hương phải cần có 3 ounce dầu nha các bạn. 3 ounce dầu ha. Xong rồi là đến hành tím, tại vì hành tím này là nó lâu vàng hơn là gừng bằm với lại tỏi bằm nha. Cho nên Thu Hương sẽ cho hành tím vô. Và nhớ khi mà mình làm cái món nghêu súp bánh đa này nè, lửa phải lớn. Đố Hồng Loan với Ngọc Lan tại sao lửa phải lớn? Thế em nghĩ lửa lớn để cho nó không có bị chảy nước đâu. Giỏi, em Hồng Loan rất là giỏi nha. Lửa phải lớn nha các bạn, lửa lớn để cho nó đừng có bị chảy nước. Mà cái món nghêu súp bánh đa này nè, một lát nữa cuối giờ đó Thu Hương sẽ làm một cái ngạc nhiên cho các bạn. Là không phải mình chỉ ăn bánh đa không đâu, mình có ăn được nhiều thứ lắm. Vậy đó hả? Nghe hấp dẫn ha. Dạ, thấy không? Rồi khi mà mình xào cái này lên nè, khoảng chừng tí xíu thôi, 2 phút thôi các bạn. Rồi 2 phút thôi nha, cho cái hành nó vàng. Xong bắt đầu mình cho gừng với cho tỏi vào nha. Cái này là tỏi bằm nè, 5 tép tỏi bằm. Mà các bạn biết không, nếu mà các bạn không nhớ công thức thì đừng có ngại, cứ việc trở lại Bếp Quốc Việt 24/7, lúc nào cũng có công thức đang chờ đón các bạn. Đó, xong đó mình có gừng. Tại sao phải cho gừng với tỏi? Đố Hồng Loan với Ngọc Lan, tại sao phải cho gừng với tỏi? Em nghĩ chắc để cho nó mất cái mùi tanh của nghêu. Đúng vậy. Đó, mình cho gừng nè. Đó, gừng. Phi lên cho thật thơm nha. Thơm quá. Chưa chi làm biệt có nghe nó không nổi rồi. Cân bằng cái mùi thơm rất là lạ, rất là đặc biệt cộng với cái cốt lẩu Thái Lan.
Đó, bây đó giờ, là bây giờ mà không thể nào quên Thu Hương đâu. Đúng rồi, bây giờ đố Hồng Loan là Hồng Loan thử ngửi cái cốt lõi Thái Lan cho. Hồng Loan sẽ thấy là trong cốt lõi Thái Lan này là nó có mùi gì. Ai mà nói được là Thu Hương cho ăn hai phần. Em thấy có mùi lá chanh nè. Rồi, lá chanh gì? Lá chanh Thái. Rồi mùi xả nè. Rồi mùi mùi me nè. Đúng rồi. Còn cái màu đẹp đẹp em không biết là cái đó cái gì đoán đây? Là phải có màu ớt màu. Nhưng mà tại sao có một cái mùi đặc trưng Thu Hương ơi? Đó là vì cái mùi ớt chuông. Cái mùi ớt chuông gọi là paprika. Và cái màu đó là màu điều. Đây nè, bây giờ đó, các bạn thấy không? Nó đã vàng rồi nè. Thu Hương cho nghêu vào nha. Đen 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 đen. Đó. Đây, em phụ chị cho. Rồi. Sau đó đó là 2 tablespoon nha các bạn. Xin 2 muỗng rưỡi. Đây là cái tablespoon nha. Xin Ngọc Lan cho Thu Hương 2 muỗng rưỡi. Và nhớ nha, đừng bao giờ quên nha các bạn, phải xào lửa lớn. Nhưng mà cái cốt lõi Thái Lan này là cũng tùy theo các bạn nha. Nếu mà bạn nào ăn nhạt thì có thể cho 2 muỗng thôi. Nhưng mà Thu Hương muốn làm cho nó đậm đà, để Thu Hương cho một tí xíu đường vô. Tại vì cái bếp Quốc Việt của mình á, là mình nói với các bạn, đã hướng với các bạn là sẽ làm những cái món ăn kết hợp với những đọc cái gì ngon. Đó, cho nên Thu Hương cho 2 muỗng rưỡi, thấy không? Ngon, rồi. Gọn lẹ, đơn giản nữa. Đơn đúng giản, không? Đúng rồi. Đó. Rồi. Đường hả chị? Sau đó là xin Hồng Loan cho nửa thêm một spoon đường nha các bạn. Thấy là màu vàng ươm và mùi cốt lẩu Thái Lan dậy mùi rồi ha. Dậy mùi lên, thơm, rất là thơm. Yeah. Rồi, giận tiếp tục quá. Đến là gì? Đến là cho hành tây nha, cho hành tây. Cho hành tây vô nha các bạn. Còn màu còn rồi, đang thấy ở đây ớt này như thể là ớt không có cay. Tại sao mình không dùng ớt cay mà mình dùng cái ớt màu đỏ này Thu Hương? Tại vì cái cay với cái không cay ấy là tùy theo mỗi người, mà nếu mà các bạn thích ăn không cay ấy, thì các bạn có thể cho thêm ớt. Nhưng cái ớt này là cái ớt mễ gọi là jalapeno, mà mình làm cho nó có màu đỏ nó đẹp thôi nha các bạn. Ok. Rồi bắt đầu là mình cho ớt vào nè. Còn cái xả là có phải là optional? Tại vì trong cốt lẩu Thái Lan này á, mình đã có xả sẵn rồi, đúng dạ, không? Đúng rồi. Thì cho nên là những bạn nào mà ở chỗ xa bất giờ không có xả thì mình cũng không cần dùng. Dùng cái vị này là đủ rồi, đúng không? Đúng rồi. Xong rồi bắt đầu cuối cùng đó là mình cho xả nha. Cho xả. Rồi, sau khi mình cho xả xong rồi mình tắt bếp nha các bạn. Mình tắt bếp và bắt đầu đó là mình sẽ cho rau răm nè. Rau răm vô cho nó xanh xanh đỏ đỏ cho nó đẹp nha. Và rau răm các bạn có thể thay bằng rau quế nè, hoặc là rau húng lũi, là làm màu rau nào mà mình thích ở nhà là mình làm. Rồi, như vậy là xong rồi đó. Rồi bắt đầu bây giờ lấy ra đĩa nha. Nhanh quá. Đây. Tại vì các bạn biết không, con nghêu này nó đã chín rồi. Cho nên là mình phải mở lửa cho thiệt là lớn nha. Rồi, vậy thì bây giờ đây là một cái món nghêu súp bánh đa với cốt lẩu Thái Lan của Quốc Việt nha các bạn. Rồi. Thank you Hồng Loan. Rồi bắt đầu bây giờ đó. Bắt đầu bây giờ mình để ra một cái tray. Đây. Rồi. Ok. Đây. Mà nghe chị nói là mình có thêm cái món gì để mà ăn. Rồi bây giờ lạ nữa ta. Bắt đầu bây giờ đây nè. Thay vì bây giờ đó các bạn ăn với lại bánh đa, bây giờ Thu Hương xin Hồng Loan đem bún với cơm ra đây. À. Đó. Đem bún với cơm ra để cho mọi người mình cùng thưởng thức. Hương á thì Hương thích ăn với bánh đa. Còn Hương biết á, còn mà Hồng Loan với lại Ngọc Lan là thích ăn cái gì? Em là thích ăn cơm cho chắc bụng. Đúng em rồi, đây bún. Cũng cái món nghêu súp bánh đa nha, là của Hương nha. Còn của Lan là thích ăn với cơm nè. Còn hả là Hồng Loan lại thích ăn với bún.
Vậy thì Ngọc Lan có một cái món mình thường mới nói là Ngọc Lan là vua của những cái nước chấm, vì mình ăn với bún với cơm mới là mình sẽ cần cái nước chấm. Ok. Vậy thì Hồng là Ngọc Lan cho cái nước chấm lên. Lan cũng nhớ mãi cái món mà nước chấm mà của Hương làm khi mà mình ăn với cái thái sức bánh tráng nên là nước chấm rất là đặc biệt. Dạ. Rồi bây giờ và cái này là Lan sẽ làm theo cái hướng dẫn công thức của Hương đó. Rồi bây giờ mời Ngọc Lan làm. Bây giờ Hương xem Lan làm có đúng như dạ, vậy không okay. Nha. Là Lan nhớ lại là khi đó mình cần là 2 tép tỏi. Dạ. Bây giờ chắc xong rồi công thức này quá. Mình để một cho tí ớt. Đó. Ớt thì mình dùng cay hay là không cay thì mình chọn ha. Ở đây là dùng chung là ớt không cay cho các em nhỏ ăn được. Dạ, cho xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó vui lắm mà. Xong rồi mình cần có 3 muỗng cà phê, 4 muỗng cà phê đường. Dạ, tablespoon hay là teaspoon? Teaspoon. Rồi 2 muỗng nước mắm. Wow. Đây là cái linh hồn của cái nước chấm này không thể nào thiếu. Thường dạy Lan nè. Cái đây là mình cần 2 muỗng cà phê cốt lẩu Thái Lan để làm nên cái mùi đặc trưng của nước chấm. Này, wow, nước chấm mà mình cũng dùng cái cốt lẩu Thái được luôn. Rồi mình cần là 4 muỗng nước sôi. Dạ. Nhờ Hồng Loan lấy cho Lan 4 muỗng nước sôi. Và đặc biệt là mình làm cái chanh mà nguyên muối. Đó. Thì thường thường đó Thương thấy là cái món nghêu xúc thứ ba là đã sẵn sàng rồi. Nhưng mà tại vì yêu cầu là ăn thêm bún nè, rồi ăn thêm cơm, cho nên phải cần có cái nước chấm này nha các bạn. Để cho mình ăn với rau ghém á, thì nó vừa miệng hơn. Là còn bánh đa thì mình đã xúc như vậy rồi là rất là ngon rồi. Wow, cái nước đẹp. Đây là cái mà Ngọc Lan làm. Bởi vì cái cốt lẩu Thái Lan, cái nước, cái sốt đó có sẵn, cái cốt có sẵn rồi. Khi mà mình thơn lên, mình khuấy đều lên ra cái màu rớt. Cái mùi chua đó làm cho mình, xin lỗi các bạn nha, chảy nước miếng. Đó làm Lan tỏ cái mùi cốt lẩu Thái Lan là Thương thử đi. Wow, bây giờ mời mỗi người mình thử một miếng đi. Mỗi người mình thử một miếng. Wow. Vừa chua chua, vừa ngọt ngọt, vừa thơm thơm. Một lát nữa là Hương đổi ý nha. Hương không ăn bánh đa nữa, mà ăn bún đó. Bún thì cái nước này nó làm cho hấp dẫn quá. Thôi bây giờ chị em mình nè, chị em mình ăn đi nha. Để rồi sau đó mình sẽ làm một cái món nước cà phê đá xay cho các bạn. Rồi, bây giờ nè, với cái bún thì bây giờ là Hồng Loan đã chuẩn bị cái đĩa rau nè. Đĩa rau này gồm có gì vậy Hồng Loan? Đĩa rau này gồm có bạc hà nè. Rồi táo xanh, dưa leo, bắp cải và các loại rau thơm. Wow, vậy thì bây giờ khi mà ăn bún đó, quý vị biết không, mình cho táo xanh vào nè, bạc hà mình bào mỏng nè, rau thơm nè, tùy theo ưa thích của gia đình mình thích loại rau xanh nào thì mình cho vô để mà mình ăn với bún và từ cái món nghêu xúc bánh đa này nè các bạn. Rồi bắt đầu bây giờ mình trưng bày coi là em ăn bún nha. Rồi, còn Hương ăn bánh đa nè, là hồn ai nấy giữ nha, của người nào người đó ăn nha, không có cần phải đụng nha. Đó, Hương ăn bánh đa. Wow, cái đĩa, cái nghêu nó, cái con nghêu nó to quá. Thơm quá các bạn ơi. Đó. Xong rồi đó là cho một chút cơm nè, rồi cho nghêu vô một góc nè. Lan sẽ vừa ăn cơm mà vừa bánh đa vào luôn. Đó, thì cái nước chấm này hình như là mình phải chan vô cái chỗ rau phải không Lan Ngọc Lan? Đúng rồi. Đó, cho nghêu nữa. Rồi. Xin lỗi các bạn nha, vì không thể nào mời các bạn được, nhưng mà không sao. Các bạn có cụ thể làm cái này chỉ trong vòng 15 phút thôi là món có cái món nghêu xúc bánh đa rồi. Thấy không, ba chị em ăn ba kiểu khác nhau nè các bạn. Dạ, nguyên liệu các bạn biết không là hai gói nghêu đông đá nha, mà mình phải rửa nghêu thật sạch nha. Hai gói nghêu đó thì Thương cho 2 muỗng rưỡi tablespoon cốt lẩu Thái Lan của Quốc Việt, 1 nửa tablespoon đường vàng, 3 củ hành tím bào mỏng, 5 tép tỏi, 2 cái ngón tay cái gừng mà mình băm nhuyễn ra, rồi bắt đầu là nửa củ hành tây, rồi mè, đậu phộng rang ra cho vào và rau răm. Vậy thôi.
Còn cái nước chấm thì gồm có cốt lõi Thái Lan nè, nước sôi nè, đường nè, nước mắm nè, và ớt, rồi chanh. Vậy thôi các bạn, đừng có nghe sợ nha các bạn. Vào bếp Quốc Việt sẽ có công thức hết cho các bạn. Thôi bây giờ chị em mình ăn thử đi. Bắt đầu nha. Dạ. Đây, dĩa của em đẹp không? Wow. Đó, tô của em đẹp quá. Đó, trộn lên rồi xong bắt đầu là mình, nữa đúng không? Mình trộn lên rồi mình ăn với lại bánh đa. Không thể nào quên. Đúng là cái hương vị mà ngon quá các bạn ơi. Hương đã cho Lan ăn lúc trước. Rất là đậm đà, rất là thơm. Rồi. Đúng rồi, câu nói ăn chơi ngon hơn ăn thịt. Vậy thì bây giờ đó bắt đầu mình ăn xong rồi thì bây giờ mình sẽ làm cái món nước uống với lại cà phê sữa mà đá xay với ba kiểu nha các bạn. Cay quá, xin lỗi các bạn nha. Giờ phải làm nước uống liền để cho bớt cay. Cay quá. Nhất là ở bên Bắc, Nam và Trung Mỹ là Arabica, mà Caffeina là những hạt cà phê của Caffeina là Arabica. Và cà phê và chicory, Ngọc Lan hỏi câu hỏi đó, chicory là gì? Chicory là một cái loại rễ cây mà người ta rang lên thì nó có như là mùi gạo rang, nhưng mà khi mà cho với cà phê đó thì nó làm cho cà phê của mình đắng hơn nè, đậm hơn nè và đẹp hơn. Rồi bây giờ không biết là Hồng Lan còn nhớ công thức cà phê sữa của mình vào cái show trước mình đã làm cà phê sữa rồi đó. Em nhớ là mình để 3 ao cà phê rồi. Và 3 cái tablespoon sữa rồi. Làm cà phê sữa. Thì em sẽ để sữa vào nhé. Dạ, Hồng Lan giúp thương sữa nha. Rồi 3 ao cà phê và chicory, loại cà phê espresso premium nha các bạn. Các bạn cũng có thể cho cà phê Olin Southern Blend hoặc là French Roast. Loại cà phê nào mà các bạn thích đều được hết. Và đây là thương cho 3 ao nha. 3 ounce cà phê. Có nhiều bạn đã email cho Thu Hương hỏi về cái phin này ở đâu. Cái phin này là cái Caffeina phin mà làm bằng stainless steel. Chị mà các bạn anh có thể mua ở trên online thôi nha các bạn. Mua trên online thì mới có. Và cảm ơn các bạn đã email bepquocviet@gmail.com để mà hỏi. Sau khi đó mình cho cà phê rồi đó, mình phải ấn nhẹ xuống nè. Rồi bắt đầu Hồng Lan cho Hương 4 ao nước nóng. Nhưng mà chỉ cho 1 ao trước thôi nha. 1 ao nước nóng thôi nha. Tại sao phải cho nước nóng mà không phải là nước sôi vậy hả Hồng Lan? Tại vì nếu mà nước sôi quá thì nó sẽ mất đi cái hương vị cà phê của mình. Đúng rồi, khi mà mình làm nước sôi đó là mình đã vô tình mình đốt hết cái hương thơm của cà phê. Pha trà với cà phê không bao giờ pha nước sôi nha các bạn, chỉ pha nước nóng thôi. Bao nhiêu độ tùy theo, cà phê là 200 độ F nha các bạn, không phải độ C. Thu được biết là ở bên Việt Nam mình hay dùng độ C, nhưng mà ở đây dùng độ F. Cho nên các bạn phải biết là 200 độ F, trà đen là 190 và trà xanh là 180. Sao mà mình biết 200 độ F nếu mình không có cái đồ đo nhiệt độ ở nhà? Thì các bạn biết sao, nước sắp sôi rồi, nó đang nổi bong bóng rồi, ngưng là xài nước đó là được nhất. Đó, xong rồi bây giờ nè, cho 1 ao rồi phải không? Bây giờ cho 3 ao cho Thu Hương đi. Cà phê và chicory này nè, là ngày xưa đó, thời đại nhị thế chiến đó, không đủ cà phê để cung cấp cho binh lính. Vì thế chính phủ mới cho chicory độn vô để mà đủ cái lượng cà phê cung cấp cho binh lính. Nhưng mà sau thời chiến đến hòa thời bình rồi thì có một số người, trong đó có người Á Châu mình, rất thích cái hương của chicory trong cà phê vì nó làm cho cà phê đậm hơn nè, màu sắc hấp dẫn hơn. Đố Ngọc Lan là ông bà ta ngày xưa có nói cái câu gì? Mình ăn bằng con mắt. Nếu mà mình nhìn thấy cái màu cà phê nó đậm á là mình nói wow, cái này nhiều cà phê quá. Nhưng mà thực sự đó, cái màu đậm á là nhờ cái chicory nha các bạn. Thấy không, cái mùi cà phê rất là thơm và cái màu sắc rất là đẹp. Khi mà mình nhìn rồi đó là mình đã thấy là wow, cái này nhiều cà phê quá. Các bạn biết không, đang trong lúc chờ đợi nè, cà phê sữa bắt buộc nguyên gốc là phải làm cà phê sữa. Sau đó đó, Hồng Lan thích cà phê đá xay với cái hương vị gì? Chocolate. Cho cái lệch. Còn Ngọc Lan? Lan sẽ uống lại cái vị của ông xã Lan thích mà lần trước yêu cầu Hương làm đó.
là vanilla. Hương làm là vanilla, nhưng mà ngày hôm nay ông xã cần thì Ngọc Lan phải làm, và quốc việc Hương sẽ không có làm nữa, vì sau ngày hôm nay là các bạn đều biết cách làm hết, là vì cà phê sữa và bột caramel cho cái lệt hoặc vanilla cho vào cái máy xay. Trong cái lúc thời gian chờ đợi đó, mà các bạn biết không, mình á 3 ounce cà phê, 4 ounce nước, 2-3 teaspoon sữa đặc cà phê nè, vì đây là sữa full cream, chỉ có sữa và đường nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy có sữa đường với dầu á, đó là full cream. Đây nè, Hồng Lan thấy không, chỉ có milk and sugar. Sữa đặc của Mỹ chỉ có milk và sugar. Nếu mà các bạn thấy là nó có nhiều nguyên liệu lắm thì chắc chắn rằng cái đó không được gọi là sữa đặc, mà chỉ gọi là creamer. Mà nếu mà các bạn uống những sữa mà không có milk and sugar thì nó không có cái độ béo, độ ngậy của sữa đặc. Và Thu được biết đó, nếu mà mình mua sữa đặc đó mà chỉ có sữa đường và dầu ăn thì gọi là full cream. Vì người ta đã lấy cái chất béo của sữa ra và người ta thay bằng cái chất béo của dầu, cho nên milk là sugar, đường, sữa và dầu ăn gọi là full cream, cũng có thể gọi là sữa đặc. Nhưng mà sữa của Caffeina là sữa full cream, chỉ có sữa và đường. Hai loại thôi. Dạ, bao nhiêu phần sữa, bao nhiêu phần đường, tất cả các hãng sản xuất đều phải theo công thức của chính phủ. Chính phủ bắt buộc là phải bao nhiêu sữa, bao nhiêu đường, cho nên phải theo hết. Không có nói là cái sữa kia nó ngậy hơn, nó béo hơn, không phải đâu quý vị. Chỉ có cái là cái nguồn sữa tươi lấy từ đâu. Quốc Việt Food là công ty ở California nên lấy nguồn sữa tươi từ Cali. Còn có nhiều nơi người ta lấy từ Hòa Lan nè, lấy từ các nước khác. Nhưng bao nhiêu sữa, bao nhiêu đường đều phải theo công thức của chính phủ. Rồi bây giờ là mình phải cho thêm một tí xíu nữa, tại vì mình phải cần tới 6 ounce cà phê nha. 6 ounce cà phê đậm đặc nha. Đó, sắp sửa được rồi nha các bạn. Rồi. Thế à, nhìn cái dĩa nghêu vẫn thấy thèm, muốn ăn tiếp á. Cái nghêu của mình á, nhớ không, cái nghêu của mình nó giữ lại cái hương thơm tới bây giờ. Và bây giờ đó, cà phê đá xay nè nè, Ngọc Hồng Lan biết không, cà phê đó mà mình làm đó đâu có phải mình chỉ uống cà phê sữa đá, cà phê sữa nóng. Mà ngày hôm nay nè, Thu Hương làm cà phê sữa, cà phê đá xay, mà các bạn còn có thể gọi là Frappuccino hoặc là frappe hoặc là ice latte, cà phê latte. Mà chắc chắn rằng những cái ly đó đó các bạn phải đi ra tìm mới có được những cái ly cà phê đá xay. Này là mua về ở nhà là tự làm được tự luôn làm đúng không? Hết. Đó. Này là bếp tại nhà, bếp quốc Việt tại nhà luôn không? Rồi. Chị Lan cho em một cái muỗng đi để em phụ em khuấy cà phê cho. Đúng rồi, khuấy lên đó, mỗi một người một ly nha. Tự xử nha. Tự làm hết nha các bạn. Nhưng mà sao trong thời gian chờ đợi đó ha, mình phải cần có cái này nè, mình phải cần có caramel sauce nha, và chocolate sauce để mà mình phải trưng bày cho cái ly cà phê đá xay của mình nó nhìn hấp dẫn nữa. Đâu, ly của em đâu, chị em mượn một cái ly. Đây, em đó, sẽ tự làm. Đây, chocolate. Đó, mình phải làm cái marble nha các bạn, để cho mình nhìn cái ly đó, wow, cái ly cà phê đá xay này ngon quá, tại vì nó có nhiều cái marble của cái caramel sauce nè, chocolate sauce nè. Hay các bạn có thể chọn cái loại sauce nào mà các bạn thích, cũng như là strawberry nè, hoặc là mango nè, tất cả các gì các bạn thích. Wow, Ngọc Lan giỏi quá. Đây là mình làm cái marble, cái vân vân của cái caramel sauce là đường mạch nha. Chuẩn bị để mà mình chờ. Đang lấy đá nha. Rồi đây nè, cái cà phê sữa là xong rồi nè. Đó. Ê, ly kem đẹp không? Wow, đẹp quá. Đúng là mình phải làm trưng bày cho nó đẹp mắt thì ly cà phê của mình nó mới có giá trị. Đây, nấu ngon chưa đủ mà còn phải cách trưng bày nữa, phải không Hồng Lan? Đúng rồi. Đây, thấy cái ly cà phê không, cái màu sắc rất là đậm nha quý vị. Các bạn không có sợ đâu, khi mà các bạn quên công thức thì mình phải làm sao hả Hồng Lan? À, mình vào bếp quốc Việt ở trên YouTube hay là Facebook, hay là còn một cái kênh nữa là YouTube là Sài Gòn News TV. Đúng rồi, Sài Gòn News TV. Để mà có bếp quốc Việt, mà nhớ là phải chọn những cái ngày gần đây nhất nha các bạn. Cái chương trình bếp quốc Việt của mình bắt đầu là vào ngày rất là dễ nhớ, một con số may mắn number là 99. September 9, 99 là cái show đầu tiên của bếp quốc Việt. Rồi bây giờ nè, cái cà phê của Hòa, của Ngọc Lan đã xong rồi nè, cà phê sữa nè. Rồi bây giờ Ngọc Lan phải cần cái bầu đó. Rồi bắt đầu bây giờ để Thương để đây nha. Để ngay đây cho các bạn thấy cho rõ nè.
Đó. Mình là người thật việc thật nha, không có gì giấu giếm nha. Cái này là chị em làm đây và nhân tiện đây đó, Hương cũng xin thưa với các bạn rằng là cái chương trình này là cái chương trình live show, cho nên khi mà chị em có làm một cái mistake gì thì xin các bạn thông cảm vì hoàn toàn không có thực hành, không có làm gì hết. Trước tiên là Ngọc Lan phải cho cà phê sữa trước. Đó, cho cái cà phê sữa này là 6 ao nha các bạn. Cứ theo công thức của Hương là sẽ 6 ao. Và lấy cái bột caramel ra. Ok, cái bột caramel. Caramel đây. Cái này là chocolate. Và đây là caramel. Caramel. À mà hình như là Ngọc Lan thích vanilla đúng không? Đúng. Thì Hương xin cái vanilla 6 ao cà phê sữa nha. Và một cái muỗng nè. Mỗi người có một cái muỗng nha. Đó, một cái muỗng này nha. Một đá cái muỗng nè, caramel, okay. Cho vào, rồi đá, cho đá vào. Xin lỗi các bạn, là vanilla chứ không phải caramel mà thương. Cứ lộn cái caramel và một cái ly đá. Khi mình làm một cái ly đá này thì nó sẽ ra đúng một cái ly ice blended. Trong thời gian chờ đợi thì Hồng Hoa làm cho mình đi, đâu có cần phải chờ Thu Hương làm. Đây nè, một cái ly đá này nha các bạn, cho vào, đây. Đậy nắp lại. Rồi bấm cái nút xay nè. Khi mà mình xay sinh tố nó chỉ cần từ 27 đến 30 second thôi các bạn. Đó, mình xay cái này nó gọi là này là nhìn. Các bạn thấy không? Rất là ngon, màu đẹp quá ha, màu đẹp lắm đây nè. Đó, cái ly này là vanilla ice blended cà phê latte. Đó, ice blended cà phê latte. Rồi bắt đầu bây giờ đến là Hồng Loan nè. Đó, cho vào đây, tan 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 tan, một ly đá vô. Rồi đậy nắp lại, bấm cái nút đây. Khi mà các bạn cho cái whipped cream này là các bạn mình nhớ nha, mình phải để thẳng nha, đừng có để nghiêng thì cái gas nó ra. Rồi cho cái này vô. Rồi, đó các bạn thấy không, cái ly vanilla của Hồng Lan, của Ngọc Lan nè. Rồi đậy nắp này lại. Rồi trong thời gian đậy nắp lại. Trong thời gian chờ đợi đó để Thu Hương sẽ làm cái ly caramel của Thu Hương nha các bạn. Cũng một cái ly cà phê sữa đá nè. Trời ơi, hai bạn này là không có giúp Thu Hương gì hết nha. Sorry. Đó, mình không à. Hẹp tại vì khát nước quá. Không có gì giúp bạn nha. Đây, cái ly cà phê sữa đá Thu Hương. Mình nói là bạn nói là hồn ai nấy giữ. Thu Hương làm nhanh lắm ạ. Đó, ly cà phê sữa của Thu Hương đây. Ngoáy lên. Rồi. Bắt đầu là của Hồng Lan là phải cần có cái này nè, cái cinnamon powder. Mà cái cinnamon này là của cà phê nè, rất đặc biệt. Không phải là cinnamon thường đâu, vì trong đó nó có đường nữa, rất là ngon. Chocolate nó rất thích hợp với lại cinnamon powder nha các bạn. Ở bên đây người ta thích dùng cái cinnamon này nhiều hả chị ha? Đúng rồi. Ngay là cái mùa Giáng sinh đó chị hả? Dạ. Là thấy người ta có bánh nè. Là phải có cái cinnamon đó. Vậy là mình Giáng sinh là mình phải tìm món gì để mà sử dụng cái món này của mình nhá. Thấy không, thấy cái ly chocolate không? Wow, bây giờ đậy nắp lại. Đậy xuống, ấn xuống. Rồi, bây giờ Thu Hương phải cho thêm ly đá của Thu Hương vô đây. Ly đá đây. Rồi, trong thời gian chờ đợi nha, chờ đợi xay nha, Thu Hương làm cái marble, cái caramel nha các bạn. Thôi. Quên đi cái nguyên liệu chính của mình. Cái caramel mà không ai nhắc bài hết à. Đây nè, cái caramel này là nè, nhìn các bạn nè, phải cho vô. Đó, phạt nha. Không ai nhắc bài mình hết. Và bắt đầu bây giờ nè, tôi thương nói là cái chương trình này là nó là live cho nên chị em có làm gì các bạn thấy hết. Rồi. Phải uống thử hai cái vị của hai chị nhé. Cái này á mà Thu Hương có người khách á, ông ta là người Mỹ nha. Ông ta nói đây là heaven on earth, là tại vì cái ly này nó rất là thơm mà nó rất là ngon mà nó hoàn toàn nó không có cái hậu aftertaste.
Đó, sau đó ba cái ly ba chị em mình để đây đi. Nè. Rồi, cho caramel sauce lên. Thèm quá, thèm quá. Thèm quá rồi. Ok, đây. Rồi. Tại em yêu màu gì? Có hai màu, chọn một. Màu hồng. Màu hồng nha các bạn. Rồi, đây. 1, 2, 3. Vô. Trước sau như một. Tỉnh liền. Coi như là cái vị cay của mình nó đã hết rồi các bạn ơi. Caramel Ice Blended Cafe Latte hoặc là cà phê đá xay với cái hương vị đường mạch nha. Còn của Hồng Loan là hương vị gì? Chocolate. Còn của Ngọc Lan? Vanilla. Ba hương vị thích hợp với mọi giới mọi nơi. Nếu mà các em nhỏ mà thích vanilla thì mình có thể cho vanilla, nhưng mà các em thì không uống được cà phê thì mình sẽ thay cà phê bằng sữa tươi. Nhưng sữa tươi với cà phê khác nhau là cà phê và đậu ngọt, thì mình sẽ cho đậu ngọt là sữa đặc. Rất là dễ, các bạn chỉ cần biết là một cái ly thức uống của mình sẽ cần có gì: độ thơm, độ béo, độ ngọt. Đã có cái bột vanilla cho các bạn rồi. Bởi vậy cho nên Caffeina mới có một cái câu là Caffeina thích hợp với mọi giới, mọi nơi, mọi người lứa tuổi. Trẻ cũng được, người sồn sồn cũng được và người già cũng được. Ủa chị, nếu mà những em bé trẻ thì là mình không cần cà phê thì mình chỉ cho những cái chocolate hoặc cái đó và sữa tươi và cho sữa đặc Caffeina vô làm giống luôn, cũng giống rất luôn là thay dễ. Cà phê thương rất là trân quý những ý kiến đóng góp phê bình của các bạn qua bepquocviet@gmail.com. Và đừng quên góp ý cho ba chị em để ba chị em có thể làm những cái show hay hơn, phong phú hơn, để mà mình cùng nhau nấu ăn ngon với một thời giờ rất là ngắn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình Bếp Quốc Việt với Thu Hương, Ngọc Lan và Hồng Loan. Xin hẹn các bạn vào show mới với món gà ngũ quả của Bếp Quốc Việt. Yeah, bye bye.